Hello, xin chào bạn đã quay trở lại kênh KTM.com. Video này sẽ giới thiệu sản phẩm sau cạc K10H thu âm karaoke, số tiền là 433.500. Cái này mình áp mã giảm giá rồi nhá, mã giảm giá đợt hôm sinh nhật Lazada. Và các bạn muốn mua sản phẩm này mình sẽ để link mua ở dưới mô tả video hoặc trong comment của video này. Những cái mã giảm giá mới nhất mình cũng để ở dưới video này luôn. Bây giờ chúng ta sẽ bóc hộp và khám phá sản phẩm. Cái này thì sẽ giúp cho bạn có giọng hát hay như Hoa Vinh. Ok, đây là hộp sản phẩm. Một màu đen huyền bí. Các cạnh bên. Đây là màu đen. Mặt dưới. Một vài thông tin tiếng Tàu. Made in Tàu luôn. Ở đây có các kiểu kết nối. Ok, chúng ta sẽ cùng mở ra và khám phá. Đó, đây là sách hướng dẫn sử dụng. Sau video mình sẽ test thử và hát thử cho các bạn xem chất lượng sản phẩm này như thế nào. Vẫn còn nguyên siêu, nguyên túi ni lông. Đây là dây 2 đầu 3.5 chuẩn, 3 cấp. Cái túi chống đẩn. Và đây là cái dây nguồn. Khá là dày và nặng. Mới tinh, sáng bóng. Và cuối cùng là sản phẩm của chúng ta. Hết rồi. Trong hộp không còn gì. Vâng, nhìn thì cũng nhỏ gọn. Và cầm khá nhẹ, không nặng lắm. Cái này theo quảng cáo là âm thanh tiêu chuẩn 24 bit. Không công nhận là nhỏ, mình cứ tưởng là to. Kết nối với máy tính qua cổng USB. Hỗ trợ chủ yếu hát karaoke online. Đây, sản phẩm của chúng ta rất là đẹp. Đây là phiên bản tiếng Tàu, còn có cả phiên bản tiếng Anh nữa. Mấy cái nút chỉnh âm lượng bass chest. Bên dưới thì có những cái lỗ cắm. Bên trên cũng thế. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Đây là tổng quan của sản phẩm. Mặt dưới tem chính hãng. Hỗ trợ nhiều giọng hát và phù hợp với mọi hệ điều hành Windows, Vista, Win 7, Win 8, Win 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vân vân. Đây là cái sơ đồ lắp ghép, các bạn có thể xem qua. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng con sao cạc K10 này. Thì cũng khá là đơn giản thôi. Đầu tiên thì anh em sẽ cần những cái gì? Đó là con sao cạc K10 là 1, điện thoại là 2. Hai cái điện thoại nhá, một cái điện thoại mình đang quay và con điện thoại này. Và tiếp theo chúng ta sẽ cần một cái dây live stream. Dây này mình sẽ up video mở hộp chi tiết cái dây này sau. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng thôi, không nói nhiều quá các bạn lại quên. Một cái tai nghe và cái mic BM800 hoặc là cái mic karaoke nào các bạn có lắp vào cũng được. Ở đây mình dùng cái con BM800. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ cần cấp nguồn cho con này. Đây là cái dây nguồn được tặng kèm khi chúng ta mua con sao cạc này. Ra sẽ cắm vào đây. Nếu các bạn cắm vào máy tính luôn, từ đầu USB này thì chúng ta không cần phải quan tâm đến cái lỗ này, vì khi bật nhạc trên máy tính nó sẽ phát nhạc ra luôn. Còn nếu mà chúng ta không có máy tính thì chúng ta sẽ cần một cái jack 3.5 này nữa. Cái jack 3.5 này cũng được tặng kèm. Cắm vào đây. Và cái đầu còn lại này chúng ta sẽ cắm vào một cái điện thoại. Điện thoại này của mình để phát nhạc nhé. Còn cái điện thoại mình đang quay này, để livestream ở Facebook hoặc là YouTube. Đó. Hoặc livestream ở đâu cũng được. Đây là cái tai nghe. Tai nghe thì chúng ta sẽ cắm vào đâu? Tai nghe chúng ta sẽ cắm vào lỗ này. Anh em để ý nhá, lỗ này. Rồi. Đây là cái dây livestream. Dây livestream thì vừa lại cắm nguồn đúng không? Cắm nguồn cái dây nguồn ở đây này. À, chúng ta sẽ cắm vào củ sạc dự phòng để nó phát nguồn. Đấy, cho cái con sao cạc này lên đèn rồi. Ok, dây livestream đây. Thì các bạn chỉ cần quan tâm đến cái màu đỏ này thôi. Đỏ có cái hình đây. Đấy, hình cái mic kìa. Đây, màu đỏ có hình cái mic. Chúng ta sẽ cắm vào cái lỗ này. Đó. Đầu còn lại chúng ta sẽ cắm vào cái máy livestream. Mình sẽ cắm luôn vào cái con điện thoại đang quay nhá. Đây. Cắm vào con điện thoại đang quay. Ok.
Thì các bạn nhớ bật nhá, bật công tắc ở dây livestream nữa, gạt sang ra trái này, gạt sang về cái hướng 1 giây này, chứ không phải về cái hướng 3 giây nữa, thì là bật. Gạt sang phải là tắt, gạt sang trái là bật. Đó. Xong rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ có 3 cái lỗ để cắm mic pro. Cái này cắm mic BM800, cái này cắm mic 12V gì đấy mình không rõ. Còn cái này cắm cái mic mà jack 6.5 ấy. Cái mic của cái con loa P89 lần trước mình review ấy. Chân to ấy, 6.5 cắm vào đây. Ở đây thì mình dùng cái con micro này. BM800 thì nó dùng cái jack 3.5. Đó, đây. Chính là cái jack 3.5. Cắm vào đây. Đó. Còn về những cái chức năng chỉnh âm lượng, chỉnh chat bass thì các bạn cứ tìm hiểu thôi. Ở đây thì mình sẽ giải thích sơ qua. Có nghĩa là khi các bạn bật nhạc ở đây này. Đó, bật nhạc nó sẽ vào đây. Và nó sẽ phát nhạc ra cái tai nghe này. Chúng ta sẽ đeo tai nghe vào thì mình nghe được cái nhạc này nhá. Đây là tai nghe 1000 săn hôm sinh nhật Lazada. Nghe rất hay luôn. Đó, các bạn bật nhạc ở đây thì nó sẽ vào cái tai nghe này. Ok, bây giờ mình bật nhạc ở cái máy điện thoại này thì nó sẽ phát ra cái tai nghe này. Và có tất cả các hiệu ứng nó đều ở cái tai nghe này luôn. Và bây giờ mình sẽ bật thử mấy cái chế độ livestream để anh em nghe nhá. Ok, bây giờ mình đang nói sử dụng con mic BM800. Đây, đó, rất là vang luôn. Để cách xa mà nó rất là vang. Bây giờ mình sẽ chỉnh sang mấy cái chế độ nhá. Các bạn xem nó có thay đổi nhá. Đây. Đây là mình đang để chế độ xanh nước biển. Ấn vào đây nhá. Đó. Alo, alo, alo. Alo, đây là cái chế độ không vang như kiểu MC mic bình thường không? Thu âm bình thường. Alo, đây chế độ này là vang nhất. Đó. Alo. Alo, alo, alo. Tiếp theo, chúng ta sẽ chỉnh sang bên này. Có mười mấy chế độ, 16 chế độ thì phải. Alo, alo, 1234 kthem.com 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 kthem. Alo, 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 12. Alo, 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 kthem.com. Ok. Alo, alo, ok, mình sẽ để chế độ này. Rất là vang. Hát chắc là hay đây, như hoa tinh luôn. Bây giờ ca thêm sẽ xin trình bày một bài hát. Sau đây ca thêm sẽ trình bày một bài hát Tây Du Ký. Bài hát gắn liền với tuổi thơ trong mỗi ký ức của mỗi chúng ta. Đây hành lý anh mang, tôi cần cương sắt ngựa. Nhìn ngắm trời cao chập trùng, lòng lo lắng không yên. Đường thinh kinh thật xa, không mang hiểm nguy cất bước. Ngày ta cùng năm trôi dần, ngọn bụi đắng cay đều qua. Biết đi hướng nào về đâu. La 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 la. Thấp thoáng đầy chân mây, biết phương nào. Thấp thoáng đầy chân mây, xa tít mù. Về thiên trúc còn quá xa, bao khó khăn ta vượt qua. Nếu các bạn thấy hay thì xin một like nhé. Đây hành lý anh mang, tôi cần cương sắt ngựa. Nhìn ngắm trời cao chập trùng, lòng lo lắng không yên. Đường thinh kinh thật xa,
ngọt bùi đắng cay đều qua. Biết đi hướng nào về đâu. La 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 la. Ok, như vậy là video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm, đó là sao cà K10 kết hợp với cả mic BM800 là rất là tốt. Link mua mình sẽ để dưới video này. Các bạn có thấy video với like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Và thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Các bạn muốn mình review sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Giọng hát từ thiên Nga thành Việt Đức.